Phong Thanh xin chào tất cả các bạn. Trước tiên thì Phong Thanh cũng xin chúc tất cả các bạn năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Hiện tại thì Phong Thanh đang ở phố Ông Lan thuộc xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Hôm nay là mùng 2 Tết năm Nhâm Dần 2022. Thì ở phố Ông Lan có tổ chức nhiều trò chơi dân gian nhằm đón xuân mừng năm mới. Qua đó thì Phong Thanh cũng ghi lại những khoảnh khắc vui nhộn nhằm chia sẻ cho tất cả các bạn đón xuân. Thì sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Cổng vào tất cả thì mọi người đang chuẩn bị nha các bạn. Thì sáng này sẽ là một cái đội múa lân chuẩn bị nha các bạn. Chào chị. Đây là nhóm chuẩn bị các bạn. Bữa nay thì các bạn ở đây thì không khí các bạn rất là nhộn nhịp nha, đến rất là nhiều người nha. Thì mới buổi sáng thì mới khởi động như thế thôi nhưng mà còn rất là nhiều các bạn. Bạn thấy ở hai bên dọc sông phải không? Để các bạn hai đội xe bắt đầu chuẩn bị nha các bạn. Cũng đang là tập luyện các bạn, cũng chưa có tới giờ thi đấu. Đội này lấy bên này, đội kia lấy bên kia. Chạy về dưới đó, ở ngay cái cầu Ông Lan đó có một cái lá cờ treo xuống dưới, đội nào lấy được cái lá cờ đó là đội thắng. Rồi chúng ta sẽ chúng ta có là quay đầu này. Chúng ta lại đây á là nó có hai bên. Bên nào muốn lấy chỗ nào cũng được. Nghĩa là mấy anh chơi á là phải sang lấy như thế mà. Rồi bây giờ nghe thông báo là ở dưới là khi nào mà cái đội đua ghe ở dưới tập trung nha, là con có mặt ở dưới, còn nhớ nghe người của mình bảo vệ đó nha. Chúng thấy bên cho bên thằng Nhàn là nó hơi chậu hơn rồi đó nha. Trò chơi giải thưởng này là bao nhiêu giải thưởng, treo bao nhiêu thưởng nha? Cái này là vui là chính thôi em. Vui là chính nha. Tức là mình có bao lì xì lấy lọc còn năm bao giờ. Những cái sản phẩm cây nhà lá vườn của công ty đang dùng sản xuất bầu quắp cải rồi cây nhà lá vườn. Dạ. Cái chủ đề của mình là vui là chính. Vui là chính. Chứ dạ. Không có phần thắng thua gì. Dạ dạ dạ. Không có quan trọng. Thì hiện tại thì cũng chưa có đua, các bạn cũng đang khởi động thôi các bạn. Thì hai đội tiễn xe, hai đội tiễn nghe chỉ là đang khởi động, cũng chưa có xuất phát nha. Trong bao lì xì đó nó có thể các bạn đã được ví dụ bao lì xì lấy lọc đầu năm, người rau củ là sản phẩm của công ty cái nhà bây giờ thì đi bơi một chỗ nữa thì tới chúng ta sẽ có những phần quà đặc biệt để mang về có được thêm một phần nữa có trong này là hầu như là chủ đề của mình là vui là chính, chứ không có lực lượng tham gia chương trình em nào tham gia đều có giải hết. Mình muốn lần trước hay là mình sẽ mình muốn lần là đông, tức là mình làm để cả quý vị sẽ cùng tham gia để trở thành những người cùng vui xuất phát mà tôi nghe rồi mới tới bắt vịt tự bắt vịt dưới sông và bắt vịt tự do rồi đá gà chọi ở bên đó là hết buổi sáng buổi chiều thì còn bắt vịt bịt mắt bắt vịt với bịt mắt đặt niêu có giải thưởng dành cho ảnh đẹp nhất, 10 ảnh đẹp nhất là có 10 giải thì cũng có bao lì xì, có sản phẩm. Đồng thời có một cái cuốn lịch của công ty Tân Dương nữa. Hiện tại ở đây các bạn thấy rất là nhiều người các bạn, rất là tấp nập ra. Các bạn thấy không khí ở bên trong ha, đây là cái khu nơi để nghỉ và uống nước nha các bạn. Mọi người thì ai cũng có một công việc. Thì bên kia là cái nơi giữ xe nha các bạn. Bữa nay là ngày mùng 2 Tết ở Phú Lan là đông như cũng như như hội nha các bạn. Đất cái dầu đi con. Tay phát năm nhiên bị chờ đón tất cả mọi người.
Và trong chương trình ngày hôm nay thì người quý vị đã cùng đã đến đây để cùng tham gia vào phố ông Lan với chụp ảnh, và chúng ta sẽ có rất là nhiều những trò chơi. Những người đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị đó là anh Lan, chị Truyền là chủ nhân của phố ông Lan. Rồi, và anh chị bước ra phía trước cho mọi người nhìn thấy ạ. Anh Lan, chị Truyền ơi, bước ra phía trước luôn ạ. Vâng, thưa quý vị, và cũng có rất là nhiều những bức ảnh đẹp, có rất nhiều những bức ảnh đẹp để check in tại phố ông Lan của chị Truyền. Và anh Lan thì cũng có nhiều người đã gặp gỡ anh Lan và chị Truyền để cùng chụp ảnh lưu niệm. Và ngày hôm nay một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Và đây là nhân vật và có mặt rất là thường xuyên tại phố ông Lan và người đã xây dựng nên phố ông Lan của chúng ta. Để cùng tham gia chương trình ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng vỗ tay để cùng bắt đầu với những gì may mắn nhất trong trò chơi ngày hôm nay với một người đến từ phố ông Lan. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bước vào trong để cùng bắt đầu khai hội xuân với trò chơi dân gian cùng với phố ông Lan. Mời quý vị. Đây là đội trống khai xuân nha các bạn. Bây giờ như vậy để cho đẹp nha. Anh đọc tên bạn nào bạn đó giơ tay lên giùm anh nha. Kim Yến, Hồng Phấn, Tuyền Lê, rồi Huỳnh Như, bé Nhã Đàm, Thi Thi, Giao Thỏ, Tiên Nguyễn, Diệu Huỳnh, Kim Thảo. Rồi. Vâng, và ngay bây giờ xin được mời anh Lan và chị Truyền chúng ta cùng trao những phần quà dành cho các bạn giải nhất trong check-in đẹp tại phố ông Lan. Có bao lì xì nha quý vị, bao lì xì luôn nha. Thưa quý vị, phần quà của chương trình trao giải check in đẹp nhất đó, một hộp khẩu trang, một hộp kem chống nắng, một hộp kem body dưỡng si quan và sữa rửa mặt. Và bây giờ chị Truyền đang trao phong bao lì xì dành cho các bạn check in ảnh đẹp. Còn rau củ quả nữa nha quý vị. Rồi, trao luôn rau củ quả vô luôn. Và đây là phần quà của cái nhà lá vườn. Đây là gì hả? Anh chị cầm luôn đi. Rồi vỗ tay để chúc mừng. Đây. Đây đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta cố lên tới lên.
Dạ một lần nữa thì như mình đã nói thì thay mặt lãnh đạo đoàn nghệ thuật Lân Sư Đồng Lương đường thành phố Cần Thơ, chú Quốc đường thành phố Cần Thơ xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Nghe ông chủ và chủ thì lãnh đạo đoàn sẽ chúc ông chủ và chủ trong năm 2022 này là muốn gì được đấy ạ. Một tràng phát tài đây các bạn. Chào các cặp ông Lan, chúng tôi dành những tràng pháo tay thật nhiệt để cùng chúc mừng cho phố ông Lan ngày hôm nay đã được chào đón bởi đoàn Lân rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Phong Thanh trên được kết thúc phần 1 tại đây nha các bạn. Thì sắp tới Phong Thanh sẽ upload thêm phần 2 cho các bạn cùng xem. Các bạn nào thấy kênh của Phong Thanh hay thì hãy nhấn nút đăng ký và nhấn nút đổi chuông để thông báo những cái video tiếp theo. Phong Thanh xin chào tạm biệt các bạn ạ.